Rồi hello các bạn nhé, hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem về chiếc xe Exciter 150. Mẫu xe này hiện tại vẫn đang có rất nhiều người thích nha các bạn, bởi vì nó có kiểu dáng nó khác nha, nó khác so với 150. Đó, đây mình sẽ quay cho các bạn xem phiên bản này một xíu ha. Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem về một cái màu sắc duy nhất thôi. Đây là một cái phiên bản forking, phiên bản giới hạn. Phiên bản này thì nó cũng ra sau cùng nha các bạn. Nó ở đây thì còn nó có 4 màu nha các bạn. Đây mà đây mình cho quay cho các bạn xem về màu xanh xanh chuối nhé. Cái màu này nó giống kiểu là màu xanh đen đó các bạn. Về giá bán thì mình sẽ để số điện thoại ở bên dưới phần mô tả của video này nha. Các bạn sẽ gọi trực tiếp số điện thoại để có thể hỏi về giá nhé. Bởi vì giá mỗi lúc nó mỗi khác. Mình quay ở tháng 8 này thì hiện tại do tình hình dịch bệnh này giá nó cũng khác, nó thay đổi. Nên là mọi người muốn mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em nhân viên ha. Mình sẽ quay cho mọi người xem một cái vòng về em nó ha. Đó. Về cái màu sắc này thì chắc chắn là không còn lạ rồi. Nhưng mà mình thấy cái màu này nó đẹp nha các bạn. 150 nhưng mà cái màu này mình thấy lạ và nó đẹp. Đó, một cái màu xanh rêu này nha, có chữ 150. Đó, mình rất là thích cái điểm này của Exciter 150. Nên mọi người thấy không? Cái những cái phần họa tiết ở cái bên hông xe này nhìn rất là đẹp này. Đó, cho mọi người xem cái năm sản xuất luôn nha. Năm sản xuất là 2021 cho các bạn. Đó, hiện tại thì mẫu xe này vẫn còn đang được sản xuất nha. Chiếc xe này có trọng lượng là 117 kg. Trước đây thì đã dừng sản xuất các bạn ạ, như kiểu là do Exciter 150 mới ra đấy, nên là dùng toàn lực để sản xuất ra 155 đó. Nhưng bây giờ thì chắc lại sản xuất lại rồi, nên là hiện tại thì mẫu này thì vẫn được đang đưa có mặt nha các bạn, vẫn đang có tại cửa hàng, nên là mọi người muốn mua xe thì vẫn có thể mua được ha. Đó, màu xanh rêu. Đây mình sẽ quay mọi người xem về phần đầu một xíu. Cái chiếc xe này mình thấy rất là nhiều người thích cái phần đầu của 150, bởi vì đầu này thiết kế nó đèn led ha, nó đẹp đó. Nhiều người thì lại chê cái đầu đèn của 155. Mọi người bảo là cái đầu đèn của 150 nhìn nó đẹp hơn. Phần mặt nạ thì nói chung là chiếc xe này thì mỗi người thích một kiểu ha. Đó, kiểu này thì nó cũng ra mắt lâu rồi, nhưng mà nó được thay đổi về tem xe cũng như là phối màu á, nhìn nó đẹp ha. Đó, đây có chữ 150 này, đó, nó có những cái viền tem. Ở cái phiên bản này thì màu sắc nó lạ các bạn, nó không giống so với những cái phiên bản trước đây. Đó, đây là một trong những cái phiên bản cuối cùng sau này, nó ra 4 cái màu sắc đó. Đó, phiên bản giới hạn đó nha mọi người. Forking. Đó, đây mình sẽ cho các bạn xem về phần đồng hồ cũng như chìa khóa một xíu ha. Đây, về phần đồng hồ đi ha. Đồng hồ như đây nó vẫn full LCD, nó hiển thị đầy đủ. Đó, và đồng hồ này nhìn nó khác so với 155. 155 thì nó to hơn. Nhưng mà cái 150 thì mình đánh giá cái đồng hồ nó góc cạnh hơn nha các bạn. Nó góc cạnh này này, nó có những cái GGG này. Còn 155 thì nó chỉ có mỗi một cái mặt bằng thôi, không có những cái điểm nhấn nào hết á. Đó, còn 150 thì nó lại có điểm nhấn ha. Chức năng thì nó vẫn như nhau, vẫn có nút bật đèn, tắt đèn, rồi nút bật tắt động cơ tạm thời ha. Nhưng mà nó khác là có ổ khóa Smart Key ở phiên bản cao cấp ha. Còn cái chiếc này thì nó lại khác với phiên bản thường, bởi vì nó lại có cái chức năng tìm xe trong bãi. Đó, nó có cái đầu mốt nha các bạn. Đó, còn đối với phiên bản Exciter 155 á, là phiên bản khóa thường thì lại không có cái đầu mốt này. Đó, các bạn thấy lạ không? Đó, 150 thì nó lại có nhá. Nó có cái đầu mốt tìm xe trong bãi với khoảng cách là 20m, thì các bạn bấm này thì cái đèn nó sẽ sáng, trước sau nó kêu tít cái ha. Và 155 thì phiên bản cao cấp thì mới có, cũng là tích hợp trong cái ổ khóa Smart Key luôn. Đó, thì các bạn có tìm xe luôn ha. Nói chung là cái đây cũng là một cái điểm khác biệt. Có phải trong cốp thì vẫn thế thôi, với lại bình xăng của 150 thì nó nhỏ hơn. Đó, trong này thì nó không có gì, có sổ bảo hành sẽ rất sử dụng thôi. Đó, ổ khóa. Cái ổ khóa này thì đây có hai ổ khóa zin này. Đó, đây có mình có mở cốp rồi ở đây luôn ha, không có phải cắm chìa khóa ra sao. Đó. Động cơ thì chắc chắn là quen thuộc quá rồi, không có giới thiệu về động cơ ha. Quay sơ sơ các bạn xem thôi. Đó, về phần đuôi thì mình thấy cái đuôi này nó góc cạnh hơn. Đó, mọi người thấy cái đuôi nó thiết kế góc cạnh với cái này này. Mình thấy cái này đuôi của 150 này nó đẹp hơn 155. Cái đuôi nó hơi thô nha mọi người, đuôi nó hơi thô, nó không được kiểu như là nó góc cạnh như là 150 này. Đó, nhiều chi tiết ha, nhiều chi tiết mình thấy trước 150 này vẫn đẹp. Nhưng mà có một cái là cái động cơ của 150 thì nó đã lâu rồi, nó vẫn là 150 phân khối SOHC với cái công suất của nó là 15,4 mã lực ha, nó cũng ngang bằng với Winner. Còn cái đời sau này thì E155 thì nó có mức giá cao hơn nha các bạn. Đó, còn các bạn nào muốn mua cái phiên bản này thì có thể liên hệ với bên cửa hàng này, liên hệ với số điện thoại của nhân viên để tư vấn về giá ha. Đó, 150 thì nó các bạn thấy không? Cái phần này nó rất là thoáng ha, nó không có cái chắn bụi ở đây. Còn 155 thì nó sẽ có cái chắn ở đây. Thì đối với như này thì các bạn thấy là đi vào bẩn á thì nó sẽ văng vào đây. Đó, các bạn sẽ phải rửa liên tục, nhưng mà đây nó lại thoáng ha, mọi người có thể rửa được. Còn 155 thì nó có cái miếng chắn á, mọi người không thích thì có thể cắt đi. Đó, cắt cái miếng chắn đi để cho nó đẹp. Nếu mà không thì không chịu gắn cái miếng chắn đây thì đất nó đi rất là bẩn. Mọi người chỉ cần đi một sơ sơ qua vũng nước nhỏ là nó bắn lên đây rồi. Đó, nên là mọi người phải rửa liên tục ha, để cái cổ bô này cho nó sạch. Đó, còn phuộc thì mình nghĩ là 155 thì vẫn như vậy thôi các bạn. Phuộc 155 thì nó cũng có tinh chỉnh dài hơn một xíu, nói chung là 10 mm thì cũng chả đáng là bao.
nhưng mà nó vẫn cảm giác nó vẫn có độ cứng hơn cái thuộc của 150 nha các bạn. Đó, mình cảm thấy một cái sự khác biệt ha, nó cũng vẫn cứng hơn 150 đấy chứ không phải là không cứng hơn đâu. Đó, còn về động cơ đây, dung tích nhớt thì cũng dung tích nhớt của 150 thì nó lại là 9:50 nha các bạn. Đó, 9:50, còn dung tích nhớt của 155 thì nó chỉ là 8:50 thôi, nó ít hơn 10 mm nha các bạn. Còn về phần gác chân ở các kiểu vẫn giống như thế, không có gì khác biệt ha. Nó còn chủ yếu là mua cái này là về cái phiên bản 150 với cái màu sắc thôi. Đó, cái màu sắc này thì nó lạ ha. Nhiều người thì vẫn kiếm cái màu sắc này nhưng mà nhiều nơi thì cái màu này nó không còn nha mọi người. Nhiều nơi cái màu này nó không còn đâu. Đó, ở đây thì vẫn có cái màu này, các bạn có thể mua trực tiếp liên hệ ha. Còn ở ngoài thì nó có nhiều những cái dòng xe khác nữa. Đó, ví dụ như là R15 này. Đây có chiếc R15 2021 này, các bạn thấy không? Đó, đây màu xanh 2021 nhìn cũng rất là đẹp ha. Màu này nhìn nó đẹp mà nó thể thao. Đó, mọi người nếu mà muốn mua R15 ấy thì các bạn có thể đến trực tiếp bên cửa hàng để mua ha. Mấy triệu đó các bạn thấy không? Nhìn nó rất là ngầu. Còn với những cái chiếc này các bạn thấy là màu đỏ, màu trắng, màu đen, nó rất nhiều ha. Còn 150 trong kia cũng đầy luôn kìa. Đó, mọi người thích chiếc nào thì có thể là mua chiếc đó ha. Bởi vì hiện tại thì cũng còn 150 còn nhiều lắm. Đây này, có màu trắng này, trắng đỏ thì nó có lâu rồi nhưng mà phiên bản 2021 này thì các bạn thấy là những cái màu tem trắng đỏ nó pha đẹp hơn. Đó, còn màu đen này, đen nhám cũng nhiều người thích. Đó, nói chung là hiện tại thì chiếc xe nào cũng vậy thôi ha, cũng có người thích người ghét ở các kiểu. Đây cũng 150 này, đó màu đỏ nhám ha, mình thấy cái màu đỏ nhám này cũng đẹp này. Đó, kiểu dáng thì nó thiết kế khác nhau, công suất mạnh hơn, mọi người thích kiểu nào mua kiểu đó. Đây cũng có một chiếc màu vàng này, vàng xám này ha. Chiếc này thì cũng giá cũng bốn mấy triệu, nó cũng như là chiếc xe của mình các bạn. Chiếc mình cũng là màu vàng xám thôi, đây cũng là màu vàng xám ha. Đây phiên bản giới hạn thì nó khác về màu sắc thôi chứ thực ra chả khác cái gì. Ở đây thì có màu cam xám, đen nhám, trắng đỏ. Đó, mọi người thích mua màu nào thì liên hệ mua màu đó nha. Đây có một chiếc màu đen nhám này, đen nhám ha, đen nhám. Đây là khóa Smart Key. À, có mỗi chiếc đỏ nhám kia là phiên bản khóa thường các bạn. Khóa thường thì nó sẽ rẻ hơn mấy triệu. Đó, còn đây khóa Smart Key. Đây 150, các bạn thấy không? Đầu đèn thì nó khác nhau. Nhiều người thì lại bảo thích cái đầu đèn của 150 này gắn lên đầu đèn 155 ha. Nhưng mà mình thấy gắn lên thì nó thô lắm bởi vì cái đầu đèn nó to. Đó, gắn lên đây nó không hợp đâu các bạn. Gắn lên thì nhìn thấy nó cái kiểu gì á. Đó, nên là mọi người thích kiểu dáng nào thì cứ mua kiểu đó thôi. Thực ra là mỗi người thích một kiểu, không biết cái kiểu nào mà chọn được. 150 nó cũng có kiểu đẹp riêng. Cái đèn này thì cũng là đèn LED này. Đó, mình thấy cái phần mặt nạ mão này, đó nó thiết kế kiểu này nhìn nó cũng đẹp góc cạnh. Rồi, mọi người muốn mua xe cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của em nhân viên nha, sẽ tư vấn nói chung là về giá cả và ra biển số cho mọi người luôn. Rồi, mình sẽ cập nhật giá mới nhất cho các bạn. Ở tháng 8 này mình thấy giá nó cũng rẻ, cũng không có cao đâu ha. Rồi mình sẽ dừng video ở đây, cảm ơn tất cả các bạn.